Hello, mình xin chào cả nhà nha. Mình chào mấy anh em đánh chim đêm luôn và tất cả các bạn đam mê săn bắt nha. Thì buổi tối ngày hôm nay thì Trung vẫn tiếp tục đi trên đồng nữa cả nhà ơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại tại Hòa Bình của Bạc Liêu cả nhà. Tối nay mình sẽ chiến ở vị trí ở đây. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình đi hai anh em nha. Câu thủ chụp chim đêm này bữa nay thì không có đi đâu cả nhà ơi. Do tình hình là vợ con bệnh nữa rồi nên chạy về nhà thăm vợ con, chăm sóc vợ con nữa rồi. Hồi tối hôm qua có đi với mình nhưng mà tối nay bạn ấy không có đi chung mình nữa. Trong buổi tối hôm nay thì chung đi hai người. Thì cánh đồng này thì mình có đánh thì cũng được hai lần rồi cả nhà ơi. Nhưng mà tình hình bây giờ thì cỏ mọc rất là dày luôn. Với lại cũng khô nước nữa, không có nước. Không có nước thì cũng rất là khó nhìn thấy nó. Tối nay thì gặp con nào bắt con đó nha. Gặp cò cần cuốc chích. Trần nghịch lụm hết à. Hai anh em hồi chiều giờ thì chạy vòng vòng kênh thành phố Bạc Liêu cũng rất là nhiều chỗ lắm rồi nhưng mà tìm không ra chỗ. Bây giờ quay chỗ cũ. Rồi anh mời tất cả mọi người theo chân của mình trong buổi tối ngày hôm nay nha. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì Trung xin chúc cho cô chú anh chị và tất cả các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Bay luôn càng cút. Bay luôn càng cút cả nhà ơi. Bình tĩnh là đập nhẹ thôi cả nhà. Chim con chích nè. Chích nhé con. Chích nhé con cả nhà ơi. Đây con nữa nè. Mà mẹ không biết ra đâu đâu. Lụm hai con. Chích nhé con cả nhà. Hai con luôn rồi. Về nuôi thử coi có dạng không. Thường thường nó ở 4 con mà. Sao nó lạc loài 2 con ta?
con mẹ nó đâu, con mẹ nó hay bắt rồi chắc. Ôi trên kia con cả nhà ơi, trên đây con nữa nè. Lội dữ, nhanh dữ gì, lặn luôn này, lặn chui dưới đất luôn. Một con nữa nè, ba con. Rồi con bồ hồng nhóc luôn. Mẹ lại bỏ con giữa dòng đời vậy nè, chắc mẹ ai bắt rồi, còn con mình bắt về nuôi luôn. Nuôi mà nó dạng ngời á mình còn chơi được nha anh em, còn không dạng ngời thì thôi khỏi nuôi luôn. Mấy con bồ hồng quá trời luôn rồi, nhìn nó muốn thấy đường luôn á. Con bồ hồng quá trời luôn rồi, nhìn không muốn thấy đường luôn, nó bu đen người luôn nè. Tình hình tối nay chắc bị móm quá cả nhà ơi. Bay luôn. Không biết gì luôn. Trừng ngực. Cạn nước quá trời luôn. Chích nó gút gì đâu hết. Chân
tiêu. Tối nay chắc móm thì cả ngày, chắc lỗ tiền xăng luôn quá. Bây giờ làm cỏ này không biết gì. Chắc phải chuyển đồng nữa rồi cả nhà ơi. Nay cạn quá trời luôn rồi. Cạn quá chích nó không ở đâu. Lụm con nữa anh em ơi. Đây. Con này nó con dạng mà nó đi dữ lắm anh em ơi. Mình nhí theo nó nãy giờ nè. Nó đi cặp á cả nhà. Nãy giờ còn đuối dò lắm mà. Nãy giờ không có con nào hết trơn á. Bắt được một cặp ở đây nữa nè cả nhà. Đây một cặp ở đây nữa nè. Một cặp ngay đây nè. Con này nó dạng nè, con trên tay mà của mình nè, nó dạng dữ lắm luôn nè. Còn con này nó hơi bị nhát. Đây. Nãy giờ đi chụp ba cần cuốc không à. Tối nay chắc lỗ tiền xăng luôn rồi. Si Vinh ơi. Tối nay đi muốn gãy giò luôn rồi. Lúc nào con trống thì nó cũng dạng hơn con mái nha. Con trống là nghe lo nó chạy tới luôn à. Tại vì đồng này là ít có ai phá nó cả nhà. Con mái nãy thì nó cũng lại cũng tới gần. Như mình đưa cái vợt xuống nãy thì nó chạy hoài, nó đi hoài à. Đi hoài mình nhí theo nó. Mình nhí theo nó mới bắt được nó cả nhà ơi. Không thôi nó bay nữa rồi. Con này nó đi cặp. Tại cái đồng này không ai phá nó cả nhà. Đây gung binh cái gì ta. Chuột cái gì á. Chuột cái gì ta. Con của nó cả nhà ơi. Đó con nó chạy vậy. Đó con nó chạy vậy. Ồ nó lặn rồi. Lặn tiêu. Hay thì ta. Ủa nó lặn hay dữ. Đây đây nha. Lên này. Đây. Lặn tiếp tục. Con này khôn dữ lắm. Đó. Mẹ nó mới lặn dữ nữa. Lặn tiếp tục. Vô đâu tôi. Lên chiến này bắt luôn. Mình bắt về mình nuôi á anh em. Đây. Trời ơi nó lặn vô. Nó không nổi lên luôn. Khôn dữ lắm.
nó lặn hay lắm. Bây giờ mình bắt về luôn, bây giờ mình nuôi. Nhà thì cũng nuôi mấy con á, mà nó còn nhát lắm. Có con nào dạng dạng đi, bữa nào mình quay cho cả nhà mình xem. Mình nuôi con dạng dạng mới mốt mình đi chơi á. Mình đem đi gác chơi. Con nào mà trống trống dạng đá dữ lắm nha, thường thường nó đi là bốn con không mà sao mình tìm nó không thấy. Hồi nãy bên kia thì cũng bắt được ba con. Hồi nãy con kia là nó dạng cũng dạng dữ lắm, mà nó bay xuống đáp xuống á, xuống chỗ gôm á, xuống chỗ cái lằn lằn vậy nè, mà đi mất tiêu. Mình tìm này giờ không thấy luôn á, không biết nó trốn ở đâu, không biết nữa, không biết nó lặn luôn gì á, không thấy dấu vết luôn. Mình đi gần tới không thấy luôn á. Trong buổi tối ngày hôm nay hai anh em chắc thất bại rồi anh em ơi. Nãy giờ mình bắt được có hai con chích kìa, với lại ba con hàng cuốc kìa. Đi nãy giờ cũng đuối dò dữ lắm luôn á. Bữa nay đi đồng này thách rồi. Mình đi quằn bên này coi. Cái ông anh nhá cái đèn hoài luôn. Chắc trên kia có gì á, mới nhá cho mình á. Nãy giờ anh em không có đi gần nhau, tại vì đồng này ở lớn lắm. Với lại chung đi không có kịp ổng đâu, chung đi từ từ à. Nếu mà có chim á thì cũng không có bay đâu cả nhà. Còn ổng đi mạnh lắm, ổng đi nhanh lắm. Nhiều khi chim gần mình luôn á mà mình đi mạnh quá thì nó bay với cả nhà. Biết sẵn rồi, nó có tác động mạnh là nó bay rồi anh em ơi. Còn chung cũng đi nhẹ 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 từ từ à. Nên lúc nào con chim nó cũng dạng. Rồi chừng nào có thì mình chia sẻ cho cả nhà tiếp tục nha. Đồng bên đây mới cắt luôn á cả nhà. Còn cỡ 50 công nữa là bẻ đồng luôn rồi cả nhà ơi. Còn cái dài mẫu à. Trời con quạt. Con giặt bự quá trời luôn rồi. Vậy bữa nó bẻ đồng lại đi chụp ngon nè. Nó kêu trong lúa, nó gây trong lúa nhóc luôn á.
Bên đây thì cắt lâu rồi. Hai anh em tối nay chắc đủ ngày công quá cả nhà ơi. Đường rất là xa xôi luôn. Còn vài tháng nữa thì tới mùa nước nổi rồi anh em ơi. Nay tháng 9 rồi, tháng 9 vào tháng 10 tháng 11 là mùa nước nổi rồi. Gì đó, mùa nước nổi thì tới lúc đó anh em đánh chim đêm là chim đi mạnh dữ lắm nha. Vào những tháng đó chim đi rất là mạnh luôn. Trong 12 tháng chỉ có tháng 10, 11 là chim đi rất mạnh luôn. Chích với lại cúm núm thì đi mạnh lắm. Trong buổi tối ngày hôm nay thất bại nặng nề rồi anh em ơi. Hai anh em đi nãy giờ được 6 con chích rồi. Đấy, với lại mấy con cần cuốc rồi. Tối nay lỗ rồi. Đi sai đồng rồi. Đồng này vài bữa nó cắt hết á. Có thể đi xoay ngon. Bây giờ còn cỡ khoảng 50 công chứ chim đi vô trong đó nó ngủ hết rồi. Nó không ra ngoài nữa. Hai anh em đi nãy giờ đuổi dò dữ lắm rồi. Giờ này khuya rồi, chắc cả nhà ngủ hết rồi quá. Mười một giờ mấy rồi, gần 12 giờ rồi mà được 6 con chích rồi, thất bại rồi. Tối nay là thất bại nặng nề luôn. Chụp cái gì vậy? Chích hay là cái gì? Chắc chích quá, đi nhanh quá mà. Không biết con gì đâu, xa quá cả nhà ơi. Mình không thấy rõ rồi. Cái miếng lúa này nè, cá dữ lắm nè. Mình đi là nó chạy gung ginh gốc gạ luôn á. À, mình 5 tuổi á, đang học lớp 1 á. Mình đam mê câu cá. Cái nghề đó là gắn bó với mình cũng có lâu lắm rồi. Câu cá nè, rồi đi chích cá nè, rồi cắm câu ếch nè.
cái nghề đó là nuôi mình khôn lớn luôn đó, tới giờ luôn á. Bây giờ vẫn còn đam mê, nhưng mà lúc này mình đi chụp chim với lại đánh chim đêm mà. Cái nghề nghề chích cá đó mệt lắm, với lại sai pháp luật với nhà nước đó, rất là khó khăn lắm. Chích cá giờ là đi ra ngoài là mấy ảnh túm lại à. Bây giờ môn phải đi câu câu cá lóc. Cấm câu ếch. Vào tháng mùa nước nổi nè. Cấm câu giăng lưới. Nói chung hồi đó là chỗ chỗ địa phương của mình đó là nước nước lên dữ lắm nha. Tới bây giờ thì người ta làm cống á thì nước không có lên nữa. Có lên nhưng mà lên không có ngập được. Hồi đó là quần áo á thay liên tục mà. Năm sáu bộ lúc mình nhỏ mà. Lội dưới ruộng á. Giăng lưới rồi cấm câu ếch. Rồi cấm câu cá lóc. Cá chê. Hồi đó cá dữ lắm anh em ơi. Hồi đó cấm chút xíu à. Mà đi thăm á. Cần nào cần nấy ra dính cá lóc. Cái chê, cái gô. Đêm gì 5-6kg, 7-8kg, 10kg á. Cá dữ lắm. Hồi đó còn nhỏ mà. Hồi đó đi theo ba. Còn nhỏ đi theo ba rồi, đam mê rồi. Đam mê cái nghề mưu sinh này nè. Bây giờ cực khổ tới giờ luôn. Là cái nghề đam mê rồi bỏ không có nổi. Bỏ không được luôn á. Tối mà ở nhà một ngày hai ngày thôi là muốn đi ra đồng nữa rồi. Đi ra đồng ngắm chim gáy kêu nhìn nó bay đã lắm. Đam mê nghề gì không đam đâu, đam mê nghề nghề mưu sinh cực khổ gì nè. Đêm có nhiêu đâu anh em ơi, 200-300, nhiều khi còn không có lỗ tiền xăng luôn. Chứ bây giờ không biết làm gì luôn á. Công ty bây giờ thì đi làm vô thì cũng gò bó dữ lắm. Chuẩn bị lên về luôn anh em ơi. Đi lên trên lộ về luôn anh em ơi. Được 7 con chích.
Tối nay thất bại rồi. Con tơ này mập ú nu ra. Tơ này tơ trống mập. Tối nay thì đủ ngày công thôi cả nhà ơi. Rồi chuẩn bị giọt về sốt trăng rồi. Rồi mình chào cả nhà trong buổi tối nha. Hẹn cả nhà trong những video tiếp theo nha.